Chánh văn. Bấy giờ Bồ Tát đem căn lành đó hồi hướng như vậy: nguyện cho tất cả chúng sinh trụ nơi pháp nhất thiết trí, chỗ của Phật trụ, vĩnh viễn chẳng thối chuyển vô thượng Bồ đề. Nguyện cho tất cả chúng sinh lìa các hiểm nạn, thọ sự an lạc của Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm không sợ hãi, lìa những khiếp sợ. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường ưa thích cầu pháp, đầy đủ an vui, các pháp trang nghiêm. Nguyện cho tất cả chúng sinh lìa các đường ác, diệt trừ tất cả ba độc lửa cháy mạnh. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an lạc, đầy đủ diệt thắng diệu lạc của Như Lai. Giảng giải. Sau khi Bồ Tát vì cầu pháp mà xả thân mạng rồi, lập tức đem căn lành của Ngài tu tập vì chúng sinh mà hồi hướng như vậy: Ngài nguyện cho tất cả chúng sinh được trụ nơi quả vị của Phật trụ, cõi thường tịch quang, pháp thân huệ mạng sung mãn hư không, vĩnh viễn chẳng thối chuyển vô thượng Bồ đề, cũng không thể thối chuyển vào hàng nhị thừa hoặc địa vị của phàm phu. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều biết lìa khỏi tất cả tai nạn nguy hiểm, thường làm 10 điều lành, đời đời kiếp kiếp có thể xa lìa ba đường ác, sinh trong trời người hưởng thọ phước báo an lạc của Phật pháp. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tâm không sợ hãi, lìa khỏi tất cả mọi việc khiếp sợ. Nếu chúng ta muốn xa lìa các sự sợ hãi thì chỉ có đừng tham, đừng truy cầu, đừng tranh, không sân. Đối với mọi người và sự việc có tâm từ bi, nhẫn nhịn nhường làm đầu, hỷ xả giúp người. Làm người tâm bình khí hòa như vậy, đến đâu cũng lợi ích cho mọi người, cũng chẳng có kẻ oán. Như vậy thì còn khiến cho bạn sinh tâm khiếp sợ nữa chăng? Lại nguyện cho tất cả chúng sinh biết thường sinh tâm ưa thích cầu pháp, minh bạch tất cả sự vui thế gian đều là hư huyễn, chỉ có dùng pháp tự làm vui, khiến cho pháp hỷ sung mãn trong tâm, đầy đủ tư tưởng an vui với các pháp, đắc được lợi ích của các pháp, trang nghiêm Phật tính của chính mình. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có thể lìa khỏi các đường ác, bốn đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula. Muốn vĩnh viễn lìa bốn đường ác này thì đừng làm các điều ác, cho đến một chút ý niệm ác cũng không sinh. Nếu như bạn có một tâm niệm sân, tức là hướng về đường Atula, cổ đức có nói: một niệm sân khởi lên, tám vạn cửa chướng ngại đều đến. Lại nói: ngàn ngày nhặt củi, một chút lửa sẽ thiêu sạch. Sân tức là lửa vô minh. Tuy nói chỉ là một chút lửa nhỏ, nhưng nó có thể thiêu hết sạch rừng công đức ngàn dặm. Chúng ta người tu hành phải cẩn thận đừng sân hận. Nhất định phải biết tùy thời diệt trừ tâm tham sân si. Nếu có một niệm sinh khởi thì sẽ có quan hệ với các đường ác. Ba độc lửa cháy mạnh bao quát tâm tham, sân si mạn nghi và tập khí, hành vi mau bệnh, các hình thức biểu hiện. Lửa cháy mạnh tức là lửa hừng hực cháy, thiêu đốt tư tưởng của con người trở thành hồ đồ, thiêu đốt hành vi thành điên đảo. Chính mình phiền não thống khổ không yên, càng ảnh hưởng đến những người chung quanh thọ khổ. Bồ Tát thấu hiểu được mau bệnh của chúng sinh, cho nên Ngài hy vọng chúng sinh diệt trừ tất cả ba độc lửa cháy mạnh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh luôn luôn được sống trong hoàn cảnh bình an khoái lạc, đầy đủ hết thể việc vui thù thắng vi diệu của Phật. Việc vui của Phật là gì?
tâm của Phật bao trùm hư không, lượn khắp pháp giới, chẳng tham nam dục, chẳng lưu luyến vui thế gian. Thiền duyệt di thực, pháp hỷ sung mãn. Thương xót chúng sinh, cứu khổ ban vui, thành tựu vô lượng vô biên công đức thanh tịnh, trang nghiêm cõi cực lạc rộng lớn. Ngài và các Bồ Tát chẳng có các khổ, chỉ thọ các sự vui. Chánh văn: nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm Bồ Tát, vĩnh viễn lìa tất cả lửa tham sân si. Nguyện cho tất cả chúng sinh được niềm vui các tam muội của Bồ Tát, thấy khắp chư Phật tâm đại hoan hỷ. Nguyện cho tất cả chúng sinh được khéo nói chánh pháp, nơi pháp rốt ráo thường chẳng quên mất. Nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ niềm vui thần thông của Bồ Tát, rốt ráo an trụ nhất thiết dụng trí. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài vì cầu chánh pháp mà nhảy vào hầm lửa. Vì khiến cho chúng sinh lìa nghiệp chướng ngại đều được đầy đủ lửa trí huệ. Giảng giải: Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được tâm từ bi giống như Bồ Tát. Tâm của Bồ Tát là xem người thân sơ đều bình đẳng, chẳng nhớ lỗi xưa, cũng chẳng ghét kẻ ác, chẳng hỏi chúng sinh đối với Ngài như thế nào. Niệm niệm Ngài đều không quên chúng sinh, nguyện nguyện chẳng quên chúng sinh. Tất cả công đức căn lành đều hồi hướng cho chúng sinh, hy vọng chúng sinh mọi việc đều viên mãn đầy đủ, luôn luôn sống trong sự an lạc. Do đó, Ngài nguyện cho chúng sinh vĩnh viễn lìa tất cả lửa ba độc, chẳng thọ sự độc hại của tham sân si. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được niềm vui chánh thọ chánh định của Bồ Tát tu. Ở trong thiền định thường thường thấy được chư Phật, trong tâm tự nhiên sinh khởi tâm đại hoan hỷ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều khéo diện nói chánh pháp. Đối với vô lượng pháp môn của Phật nói, đều thông đạt triệt để, thấu hiểu chân chánh, mà chẳng quên mất. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh cũng hoàn toàn đắc được thần thông diệu dụng và tự tại an lạc giống như Bồ Tát. Có trí huệ thông đạt được đủ thứ pháp tánh, pháp tướng, thì an trụ ở trong nhất thiết dụng trí. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát vì cầu chánh pháp mà xả thân nhảy vào hầm lửa, vì khiến cho chúng sinh vĩnh viễn xa lìa nghiệp nhiễm ô chướng ngại mà đắc được lửa trí huệ viên mãn thanh tịnh. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát vì cầu chánh pháp phân biệt diện nói, khai mở Bồ Tát đạo, chỉ bày con đường Bồ Đề, hướng về trí huệ vô thượng. Xuyên tu mười lực, tâm nhất thiết trí rộng lớn, được trí pháp không chướng ngại, khiến cho chúng sinh thanh tịnh, trụ nơi cảnh giới của Bồ Tát. Xuyên tu đại trí huệ, khi hộ Phật Bồ Đề, thì dùng thân thọ đủ vô lượng khổ não. Như Bồ Tát cầu thiện pháp, Bồ Tát Dũng Mãnh Dương và vô lượng các đại Bồ Tát khác, vì cầu pháp mà thọ vô lượng khổ, cho đến nhiếp lấy sự phỉ báng chánh pháp, ác nghiệp che đậy, ma nghiệp chi trì, người cực đại ác, họ đáng thọ tất cả khổ não. Nhưng Bồ Tát vì cầu pháp, Ngài đều thọ lấy. Giảng giải: các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát Ngài vì cầu đắc được chánh pháp nhãn tạng, cho đến tất cả mọi nơi vì chúng sinh diện nói chánh pháp, phân môn biệt loại thảy đều xiển minh, khiến cho chúng sinh đạt được đạo lý chân thật, thật tướng của các pháp, mở bày tu hành Bồ Tát như thế nào, hành Bồ Tát đạo như thế nào, vì chúng sinh lập ra đường lối tu hành, chỉ bày cho chúng sinh hướng về con đường giác ngộ. Phát nguyện cầu trí huệ vô thượng, tinh tấn xuyên tu mười lực của Phật, khiến cho tâm rộng lớn, tâm khai mở trí huệ,
biết tất cả các pháp một tướng, thấu rõ các pháp không tướng, đắc được trí huệ pháp môn vô ngại, không, vô tướng, vô nguyện, khiến cho tất cả chúng sinh đều trở về nguồn cội, khôi phục thanh tịnh, trụ nơi cảnh giới của Bồ Tát. Bồ Tát dũng mãnh tinh tấn tu học như vậy, cuối cùng đắc được trí huệ thù thắng. Bồ Tát vì bảo hộ chánh pháp và bồ đề giác đạo của chư Phật trải qua hết sự gian nan, thân tiếp thọ vô lượng thống khổ. Giống như thuở xưa, Bồ Tát cầu thiện pháp, Bồ Tát dũng mãnh vương cùng với vô lượng đại Bồ Tát, các ngài cũng vì cầu được chánh pháp mà thọ hết đủ thứ vô lượng gian khổ hiểm nạn, còn phải nhiếp lấy những lời phỉ báng chánh pháp, chẳng tin chánh pháp của những kẻ tà giáo tạo nghiệp ác, đáng thọ tội nghiệp địa ngục vô gián. Những kẻ ác đó, họ đáng thọ tội khổ. Bồ Tát đều nguyện thay thế họ thọ khổ. Bồ Tát thương xót những kẻ ác đó vô tri, bị ác nghiệp che đậy, thọ ma nghiệp chi trì, tạo ra đại ác, trở thành kẻ ác lớn nhất. Họ đang tiếp thọ đủ thứ khổ độc nhiệt não, nhưng Bồ Tát vì cầu lấy chánh pháp nên ngài hoàn toàn thân tự tiếp thọ hết tất cả khổ não đó. Chánh văn: đem những căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi tất cả khổ não bức bách, thành tựu thần thông tự tại an lạc. Nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi các khổ, được tất cả niềm vui. Nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn diệt trừ khổ uẩn, được thân chiếu hiện, luân thọ an lạc. Nguyện cho tất cả chúng sinh vượt khỏi ngục khổ, thành tựu trí hạnh. Nguyện cho tất cả chúng sinh thấy đạo an ổn, lìa khỏi các đường ác. Nguyện cho tất cả chúng sinh được niềm vui hoan hỷ của pháp, vĩnh viễn dứt các khổ. Nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn nhổ sạch các khổ, từ bi thương nhau, chẳng có tâm tổn hại. Giảng giải: Bồ Tát tự nguyện thay thế chúng sinh thọ khổ và đem căn lành tích tập vì chúng sinh mà hồi hướng như vậy. Ngài nói: tôi nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi các sự thống khổ phiền não và tất cả khổ ách bức bách, thành tựu bình an khoái lạc, đắc được thần thông diệu dụng tự do tự tại. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi các sự thống khổ, đắc được tất cả khoái lạc. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn tiêu diệt khổ uẩn, khổ kết. Tiêu diệt hết khổ kết thì sẽ đắc được quang minh chiếu khắp, hiện thân biển hóa, vĩnh viễn thọ được an lạc. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh vượt thoát khỏi thống khổ địa ngục, thành tựu hạnh môn trí huệ, tu học Phật pháp, phát thệ nguyện lớn, phổ độ chúng sinh, cầu đạo vô thượng bồ đề. Đó tức là hạnh trí huệ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thường hành Phật đạo bình an, xa lìa tất cả đường ác. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn nhổ sạch tất cả gốc khổ, trợ giúp thương nhau, có lòng từ bi, đừng có tâm tổn hại người. Chánh văn: nguyện cho tất cả chúng sinh được niềm vui của chư Phật, lìa khổ sinh tử. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu an lạc thanh tịnh không gì bằng, tất cả khổ não không thể tổn hại. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tất cả vui thù thắng, rốt ráo đầy đủ niềm vui vô ngại của Phật. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi ngài thọ các khổ để cầu pháp, vì muốn cứu hộ tất cả chúng sinh, khiến cho họ lìa hiểm nạn, trụ nơi giải thoát nhất thiết trí, không có sự chướng ngại. Giảng giải: Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được niềm vui vắng lặng giống như chư Phật
thoát khỏi biển khổ sinh tử. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu an lạc thanh tịnh tự tại vô thượng. Bất cứ khổ não nào cũng không thể tổn hại được họ, dao động họ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được các sự khoái lạc thù thắng nhất. Phàm là hết thể niềm vui tự tại, không có sự chướng ngại của chư Phật. Hy vọng chúng sinh đều hoàn toàn đắc được, viên mãn đầy đủ. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài thọ các thứ khổ nạn để cầu được chánh pháp. Mục đích của Ngài là muốn cứu hộ tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều lìa khỏi ba đường ác, an trụ nơi cảnh giới nhất thiết trí, hoàn toàn thanh tịnh, chẳng có ác nghiệp chướng ngại, giải thoát tự tại. Cho nên, Bồ Tát thà thọ tất cả sự khổ. Chánh văn. Phật tử, khi Đại Bồ Tát ở ngôi vua cầu chánh pháp, thì cho đến chỉ vì một hàng, một chữ, một câu, một nghĩa đều sinh ý nghĩ khó được, đều có thể xả hết tất cả trong nước, cõi nước thành ấp, hoặc gần hoặc xa, nhân dân kho tàng, vườn hồ nhà cửa, cây rừng hoa quả, cho đến tất cả vật trân quý đẹp lạ, cung điện lầu cát, vợ con quyến thuộc và ngôi vua đều xả bỏ được hết. Ở trong pháp không kiên cố, cầu pháp kiên cố. Vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh, xuyên cầu giải thoát vô ngại của chư Phật, rốt ráo thanh tịnh đạo nhất thiết trí. Như Bồ Tát Đại Thế Đức, Bồ Tát Thắng Đức Dương và vô lượng các đại Bồ Tát khác, xuyên cầu chánh pháp cho đến rất ít, dù chỉ một chữ. Năm thể sát đất, chánh niệm tất cả Phật pháp ba đời, ưa thích tu tập, vĩnh viễn không tham trước danh văn lợi dưỡng, xả bỏ ngôi vua tự tại của thế gian, cầu ngôi pháp vương tự tại của Phật. Niềm vui thế gian tâm chẳng chấp trước, dùng pháp xuất thế dưỡng lớn tâm mình, vĩnh viễn lìa khỏi tất cả hí luận thế gian, trụ nơi pháp không hí luận của chư Phật. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát khi ở ngôi vua tôn quý nhất thế gian, song Ngài không coi trọng phú quý trước mắt, mà một lòng tìm cầu chánh pháp, cho đến dù chỉ đắc được một câu kinh kệ, một câu Phật pháp, một câu chánh ngôn, thậm chí một chữ, Ngài đều coi là trân bảo quý giá, sinh tâm hoan hỷ, sinh tư tưởng khó gặp, khó được. Bồ Tát cũng có thể xả bỏ được hết tất cả tài vật trong nước, như cõi nước gần hoặc xa, thành thị thôn ấp, nhân dân, kho tàng châu báu, vườn tược, ao hồ, nhà cửa, phòng ốc, rừng cây, hoa quả, nông thôn, đồng ruộng, cho đến các thứ bảo bối trân quý đẹp lạ và cung điện của Ngài ở, lầu cát bảy báo vân vân. Khó xả nhất là vợ con, cho đến quyến thuộc nô bộc, tôn quý nhất là ngôi vua vân vân. Bồ Tát vì cầu lấy chánh pháp nên Ngài xả bỏ được hết, bố thí cho người khác, hoặc đầu mắt tủy thịt, tứ chi lục phủ, Ngài vì cầu chánh pháp đều không lưu luyến sẻn tiếc. Mục đích của Bồ Tát là ở trong pháp hữu vi không rốt ráo, cầu được pháp vô vi rốt ráo chân thật, vĩnh viễn tồn tại, kiếp lửa cũng không thể thiêu hủy được. Đồng thời Ngài cũng muốn đem chánh pháp chân thật này lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Do đó, Ngài xuyên cầu chánh pháp của chư Phật chẳng có mọi sự chướng ngại, chân chánh đắc được đạo trí huệ giải thoát, viên dung thanh tịnh, thông đạt tất cả lý tánh sự tướng mười pháp giới. Bồ Tát làm như thế, như thuở xưa, Bồ Tát Đại Thế Đức, Bồ Tát Thắng Đức Dương và vô lượng các đại Bồ Tát khác. Các ngài đều vì cầu chánh pháp, cho đến rất ít, dù chỉ một chữ, các ngài cũng đều thà xả bỏ đầu mắt tủy não bên trong, bên ngoài xả bỏ đất nước vợ con. Nếu Bồ Tát thấy có vị thiện tri thức
có thể vì Ngài nói chánh pháp, thì Ngài nhất định cung kính lễ bái năm thể sát đất, đầu, hai tay, hai chân. Trong tâm chánh niệm chánh pháp của ba đời chư Phật nói, pháp hỷ sung mãn, một lòng chuyên chú, ưa thích tu tập. Ngài siêng năng tu tập như thế, tuyệt đối chẳng ngụy trang biểu hiện, cầu lấy tiếng tâm lợi ích phong phú của người thế gian. Bồ Tát chẳng tham đồ hư danh và lợi dưỡng của thế tục. Ngài xả bỏ hết ngôi vua, giàu có nhất, tôn quý nhất trên thế gian, sau lại từ bỏ những danh văn lợi dưỡng của thế tục. Ngài vì cầu ngôi pháp vương tự tại của Phật mới làm như thế. Đối với tất cả dục lạc thế gian, Ngài đã chẳng còn chút dục niệm nào. Ngài đem chỗ cầu đắc được, thế pháp tu chứng được, dưỡng lớn thân Ngài, thấm nhuần tâm bồ đề giác đạo của Ngài. Vĩnh viễn lìa khỏi tất cả lời lẽ hành vi hư vọng của thế gian, an trụ nơi cảnh giới chánh pháp không có hí luận, chân thật thanh tịnh vô vi của chư Phật. Chánh văn. Bấy giờ Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy: nguyện cho tất cả chúng sinh thường ưa thích huệ thí, tất cả đều xả bỏ. Nguyện cho tất cả chúng sinh xả bỏ được hết thảy, trong tâm chẳng hối tiếc. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường cầu chánh pháp, không tiếc thân mạng, đồ tư sanh. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được lợi ích của pháp, dứt được nghi hoặc của tất cả chúng sinh. Nguyện cho tất cả chúng sinh được lòng muốn pháp lành, tâm thường vui thích chánh pháp của chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh vì cầu Phật pháp xả bỏ được thân mạng cùng với ngôi vua, tâm lớn tu tập vô thượng bồ đề. Nguyện cho tất cả chúng sinh tôn trọng chánh pháp, thường ưa thích thâm sâu, chẳng tiếc thân mạng. Nguyện cho tất cả chúng sinh hộ trì pháp rất khó đắc được của chư Phật, thường xuyên tu tập. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được bồ đề quang minh của chư Phật, thành tựu hạnh bồ đề, chẳng do người khác mà ngộ. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường quán sát được tất cả Phật pháp, nhổ trừ mũi tên nghi hoặc, tâm được an ổn. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài xả bỏ quốc thành để cầu chánh pháp. Vì muốn khiến cho chúng sinh thấy biết viên mãn, thường được trụ nơi đạo an ổn. Giảng giải. Vị Đại Bồ Tát đó cầu chánh pháp, Ngài phát tâm Đại Bồ Đề, học tinh thần ít có của các Đại Bồ Tát thuở quá khứ, vì pháp quên mình, xả bỏ nội ngoại tài. Do đó, Ngài đem căn lành tu tập hồi hướng cho chúng sinh như vậy. Ngài nói: tôi nguyện cho tất cả chúng sinh thường hoan hỷ làm công đức bố thí, đem tất cả khả năng của mình để bố thí. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có thể huệ thí hết thảy nội ngoại tài, trong tâm tuyệt đối chẳng hối tiếc. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh biết phải thường cầu chánh pháp, vì cầu chánh pháp mà không tiếc thân mạng, và có thể thí xả tất cả vật chất duy trì mạng sống. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được lợi ích của chánh pháp, giải trừ hết lòng nghi hoặc của chúng sinh đối với Phật pháp. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có tâm cầu pháp lành, luôn luôn hoan hỷ nghe chánh pháp của chư Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có thể vì cầu chánh pháp mà xả bỏ được thân mạng và ngôi vua cao quý, phát tâm nguyện lớn, tu tập vô thượng bồ đề giác đạo, như các Đại Bồ Tát thuở xưa. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh biết sự tôn trọng chánh pháp, thường vào sâu được chánh pháp, hoan hỷ ưa thích chánh pháp, chẳng tiếc sinh mạng. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thường hộ trì chánh pháp, hoằng dương chánh pháp, thường xuyên tu tập pháp di diệu rất khó gặp của chư Phật nói. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh
đều có thể đắc được quang minh Bồ Đề giác đạo của chư Phật, thành tựu quả đức Bồ Đề giác đạo, chẳng nhờ người khác mà minh bạch, tự mình tự tu tự ngộ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đối với tất cả Phật pháp thường quán hành tương ưng, thấu đạt thật tướng các pháp, nhổ trừ hết thảy mũi tên hoài nghi trong tâm, từ đó tin mà không nghi, an ổn tự tại. Đó là Đại Bồ Tát hồi hướng căn lành tu tập cho chúng sinh khi Ngài cầu chánh pháp, xả bỏ thân mạng quốc thành vợ con. Vì hy vọng chúng sinh ở chỗ thấy hiểu, tức cũng là phương tiện tin hiểu, đều được viên mãn thông đạt, xin khởi chánh tri chánh kiến, an ổn hoan hỷ tu hành Phật đạo. Chánh văn. Phật tử, Đại Bồ Tát làm ông vua lớn, nơi pháp tự tại khắp ban hành sắc lệnh, khiến dứt trừ nghiệp giết hại. Trong cõi Diêm Phù Đề, thành ấp tụ lạc, tất cả sự giết hại thảy đều cấm dứt trừ. Loài không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, đủ thứ loài. Bố thí khắp không sợ hãi, không có tâm lường gạt. Rộng tu tất cả hạnh của Bồ Tát, nhân từ thương xót loài vật, không làm hại phiền não đến kẻ khác. Phát tâm diệu bảo, an ổn chúng sinh. Ở chỗ chư Phật lập chí ưa thích trí huệ thâm sâu, thường tự an trụ nơi ba thứ giới thanh tịnh, cũng khiến cho chúng sinh an trụ như thế. Đại Bồ Tát khiến các chúng sinh trụ nơi năm giới, vĩnh viễn dứt trừ nghiệp giết hại. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát, Ngài thị hiện làm ông vua một nước lớn, chuyển luân thánh vương, Ngài đều căn cứ theo đạo lý Phật pháp trị quốc dạy dân. Ngài dùng phương pháp phương tiện khéo léo, nơi pháp nhậm vận tự tại, khắp giáo hóa thần dân, phát tâm đại từ bi, thí hành nhân chính, sắc lệnh toàn quốc trừ bỏ nghiệp giết hại. Trong cõi Diêm Phù Đề, thành ấp tụ lạc nông thôn, tất cả việc giết hại thảy đều cấm chỉ hết, dứt tuyệt sự giết hại. Chẳng những không thương hại đối với con người, mà cho đến hết thảy động vật cũng không được giết hại. Như loài bò sát không chân, con người và phi cầm hai chân, loài súc sinh bốn chân, loài trùng nhiều chân, phàm là động vật có mạng sống, thấy đều thí cho họ, chẳng có tâm kinh hãi sợ sệt, được sự bảo hộ an toàn, chẳng có sự nguy hiểm bị giết hại. Giáo hóa nhân dân thương yêu lẫn nhau, không có tâm lường gạt chiếm đoạt, rộng tu tất cả hạnh mà các Bồ Tát tu. Dùng tâm nhân từ ái hộ tất cả chúng sinh hữu tình, không xâm phạm đến họ, cũng không làm cho họ sinh khổ não. Phát tâm từ bi chân thật, khiến cho tất cả chúng sinh đều được sống an ổn không sầu lo. Tại đạo tràng của Phật, luôn nghe chánh pháp, y giáo phụng hành, lập chí nguyện lớn, ưa thích làm tất cả Phật sự. Thường thường an trụ ở trong ba loại giới thanh tịnh. Một, giới nhiếp pháp lành. Hai, giới nhiếp luật nghi. Ba, giới lợi ích tất cả chúng sinh. Cũng chỉ dạy chúng sinh làm 10 điều lành, tâm chẳng thối lùi, chẳng thọ sự dụ dỗ của ngoại đạo, an ổn tự tại, sinh hoạt nơi cảnh giới thanh tịnh. Ông vua Đại Bồ Tát này cũng khiến cho nhân dân toàn quốc đều thọ năm giới, không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Mỗi người đều tin sâu Phật pháp, an phận giữ mình, xã hội an ninh, vĩnh viễn dứt trừ nghiệp giết. Hơn nữa, cũng chẳng có việc đao binh hung ác phát sinh. Đó gọi là nhân gian tình.